cái kỹ năng sử dụng ngày tháng năm đã, được chưa? Thì để tạo ra, ví dụ như bây giờ tôi muốn lấy ra ngày tháng năm hiện tại luôn nhé, lúc này này, ngày tháng năm hiện tại thì chúng ta có cái gì? Các bạn có thể search PHP cho các bạn 2 phút để search ngay lập tức. Từ khóa là gì? Đức Vứt Quang Quang kia. Từ khóa là gì? Sai. Sai. À, gần đúng. Từ đây phải ra là PHP get current data. Current là hiện tại. Current year, current now, current time, current date. Được chưa? Luyện cách dùng từ khóa. Nó có rất là nhiều. Đây. Đáp án đây. Tôi sẽ có $ date, $ now đi, bằng cái hàm date. Date cộng với cái format sẽ được hiển thị. Ví dụ năm tôi để là y lớn, tháng tôi để là m nhỏ, ngày tôi để là m nhỏ. Sau đó tôi sẽ tiến hành là vadam cái nào ra. Không nhá. Check localhost / 1710 / L17 / datetime.pp. Chúng ta thấy cái gì? Ngày hôm nay đúng không? Rồi, giờ phút giây. Cách ra h 2.y cách chấm 2.s. 2 chấm nhưng không phải chấm phẩy nhé. Xếp xuống. Và chạy. Sai giờ là giờ server tôi set sai chứ kệ tôi. Mấy đứa set lại giờ sau. Bình thường đúng không? Nó ra được ngày tháng năm giờ phút giây của con server này. Tôi nói giờ server tức là giờ cái máy tính à PHP nó nhận chứ không phải là giờ của máy tính của tôi. Bây giờ các bạn reload này sẽ thấy nó thay đổi từng giây một. Đúng nhỉ? Đó. Thế vậy thì chúng ta có cái gì ở đây? Một hàm có sẵn của PHP nó cung cấp ra ngày tháng năm hiện tại của chúng ta. Được chưa? Không nhỉ? Cái hàm này nó có hai tham số. Tham số đầu tiên là cái format hiển thị, tức là cái cách sẽ được hiển thị ra ngoài. Không nhỉ? Cái tham số thứ hai là tính số mili giây sẽ được hiển thị ra đấy. Ví dụ tôi lấy tính cái thời điểm cái ngày tháng năm từ năm, tí nữa tôi tính cho các bạn cái ngày tháng năm từ kiểu một kiểu format khác tôi chuyển lại thành kiểu format như thế này. Tí nữa. Bởi vì chúng ta, vì sao tôi gọi là cái format này và tôi đưa cái format này ra đây cho chúng ta sử dụng luôn? Bởi vì trong cái việc lập trình ấy, cái việc làm của chúng ta gần như là trên phạm vi toàn thế giới. Nó thật đấy, không phải nói đùa. Và Việt Nam là một trong những nước gia công phần mềm nổi tiếng nhất thế giới. Đó. Đó. Cho nên là các thị trường ví dụ như Nhật Bản, Singapore, Bangladesh, rồi thì Ấn Độ, Nepal, Philippines, Campuchia. Đấy là về châu Á, đúng không? Châu Âu thì có Anh, Đức, Pháp và các cái thị trường của Việt Nam, Phần Lan. Đó. Châu Âu, châu Mỹ thì sao? Có Mỹ, Canada. Đúng không? Brazil là những nước có cái gia công phần mềm của Việt Nam. Thì đấy nó phạm vi ở toàn thế giới và cụ thể là cả Việt Nam nữa, chúng ta cũng nhận các dự án là gia công cho nhà nước hay là gia công cho các cái doanh nghiệp khác, đúng không?
thì mỗi một cái địa điểm, mỗi một cái vị trí địa lý thì người ta sẽ có một văn hóa riêng, và cái cách người ta tiếp nhận cái hiển thị ngày tháng năm nó sẽ khác nhau. Ví dụ mấy ông Việt Nam thì là năm, gạch tháng, gạch ngày, đúng không? Rồi thì năm, tháng, ngày, khác về cái dấu này nó đã khác rồi, đúng không? Còn Nhật Bản thì cũng khá giống mình thôi, cũng khác rồi đấy. Âu Mỹ thì nó như nào? Năm, tháng, ngày, gì đó, ở đây là ngày tháng năm. Bình nhầm, tôi biết nhầm, tôi biết xin lỗi các bạn, tôi biết nhầm, Việt Nam là ngày tháng năm, ngày tháng năm. Châu Âu Mỹ thì là năm tháng ngày, được chưa? Hoặc theo cách này, hoặc nó sẽ có cái trò là ngày đầu tháng, ngày năm, tháng. Nhưng mà tháng này là tháng một chữ, tháng còn chữ, ví dụ như kiểu là June 25, 2018, thì khi người ta đọc sẽ là ngày 25, Việt Nam đọc sẽ là ngày 25 tháng 6, đúng không, năm 2018, đúng chưa? Đó, đây là những cái cách hiển thị ngày tháng năm khác nhau trên thế giới. Thì tùy theo yêu cầu và mô tả của khách hàng, chúng ta phải hiển thị cái mớ này đúng, được chưa? Thế cho nên nó sẽ sinh ra cái format là cái đoạn string ở trên kia, đoạn text ở trên kia. Nó sẽ bắt những cái ký tự I, M, D, H, I, S kia của chúng ta, nó chuyển thành cái ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây, tương ứng. Được chưa nhỉ? Thế vậy thì bây giờ những cái mớ kia, cái I, M, D, H, I, S kia, nó lấy đi đâu, nó quy định ra sao? Thì bây giờ tôi sẽ dạy chúng ta về cái cách nó quy chuẩn như thế nào. Cái này chưa dạy đúng không? Rồi. Và mỗi một ngôn ngữ nó có một format khác nhau nha, chứ đừng nhầm lẫn. Tôi sẽ search ở đây là PP, date, đóng ở ngoài. Đây, vào đây đi cho nó xịn. Đây, lấy luôn tài liệu của PP.net nhé. Nào dịch, cùng nhau dịch. Chữ D nhỏ là hiển thị cái gì? Ngày của tháng. Hai hộ dài. Nhận hai chữ số, nếu mà dưới 10 thì sẽ bắt đầu số 0. Thì là leading 0, tức là số 0 là số dẫn đầu. D lớn. Đi. Hiển thị textual presentation, representation thì nghĩa là gì? Trình diễn theo dạng chữ của ngày, ba ký tự là từ thứ hai cho đến chủ nhật. Đúng nhá? Học tiếng Anh còn nhớ cái này không? Thứ năm là gì? Thứ ba là gì? Úi giời ôi, nhìn kia kìa, chị của Quang kìa, ra giúp chị đi. Thứ sáu là gì hả Trang, để cho nó trả lời. Thứ sáu là gì hả Trang? Úi giời ơi. Úi giời ơi, học rốt đến anh bẩm sinh. Tôi tưởng ngày xưa, hôm trước tôi tưởng là cũng có luyện tập vất vả lắm ấy. Mới rốt được đến vậy, hóa ra là do bẩm sinh. Chết mất thôi. Năm 2020 đọc như nào? 2020. Năm 1998 đọc là gì? Chuẩn mẹ luôn. 1998. Thế năm 1837 đọc là gì? Lại 1837. Úi giời ơi.
Chết mất thôi. Gì? Tiếp theo đến dòng thứ 3. Tự mà ghi vào nhá, tôi không nhắc lại nữa đâu. Gì? Ngày của tháng không có bắt đầu bằng số 0. L. Chữ L nhá, L cao nhưng mà không biết động nhá. Chữ L. Chữ đầy đủ của ngày trong tuần. N. Đúng rồi, thứ nhưng mà theo số trong tuần. Cái ISO 8601 đấy, nó sẽ là bắt đầu ngày vào thứ hai với số bắt đầu của tuần là số 1. Được chưa? Và kết thúc tuần vào ngày ngày bao nhiêu? Ngày bao nhiêu kết thúc tuần ở Trang? Một tuần kết thúc vào ngày nào? 8 ngày. Chủ nhật à? Ờ đúng rồi. Chuẩn bị cho hỏi thêm câu nữa trả lời tuần có 8 ngày rồi. Rồi, SC. Suffix là hậu tố. Prefix là tiền tố. Kiểu như là một ST. Đúng rồi. Tức là số đếm của ngày. First thì là sẽ ví dụ số 1 chẳng hạn, sẽ có đuôi số thứ tự ấy. Sẽ là ngày là sẽ có đuôi là ST. Second là ND, đúng không? Đó. W nhỏ, chẳng biết nhỏ hay to. W chắc là to đấy. À đó, W là gì? Số của ngày trong tuần. Nhưng mà bắt đầu từ đi cho Trang nó trả lời. Dịch đi. Dịch cho tôi nguyên cái đoạn kia. Nhanh lên, cái chữ W. Dịch đi đây, nhìn đi đây. Cái dòng W kia dịch cho tôi kia không for Sunday to 6 for Saturday. Bắt đầu nó dịch trên tiếng Việt rồi Google Translate rồi nhìn lên đây cơ mà. Không nhìn cái đấy. Cái gì mà từ chủ nhật? Không là chủ nhật đúng không? True gì? Tình hình đáng báo động. Không cô đã báo động. Báo động quá màu đỏ rồi. Báo động đen rồi. Không dịch được cái từ nào. Tới. Từ 0 tới 6. 0 là ngày chủ nhật. Còn 6 là ngày thứ 7. Được chưa, hiểu không? Chết mất thôi. Z. Ngày trong năm bắt đầu bằng không. Chữ W to là gì? Số tuần trong năm. Thì sao? Đây là lấy ra số tuần. Ví dụ ngày hôm nay viết vào W này, tôi đố không biết là tuần thứ bao nhiêu của năm nay đấy. 2018. Tao lý tòi bé nhỉ. Chẳng quan tâm. Tiếp theo F. Đấy cái chữ F này này. Phun chữ của một tháng. Từ tháng 1 cho đến tháng mấy? Tháng 3.
tháng 3 nữa. Gì đây? Bọn em trả lời rất phản xạ luôn. Không chèm đọc cũng trả lời tài. Nhưng mà sắt edge tức là ví dụ như, dạng như, thứ hai, hoặc, o là hoặc, match là tháng mấy? Tháng 3. Đấy là ví dụ của nó, nhưng mà bên kia kìa nó giải thích kìa. Từ tháng 1 đến tháng 12, lắp, mờ nhỏ là gì? Trang. Số, viết mẫu chữ numeric của tháng. Gì nữa? Với số 0 ở đầu rồi. Mờ lớn. Mờ lớn là gì? Thủy. Nào giờ học tiếng Anh bắt đầu. Mờ lớn. Chính xác rồi. Ba ký tự. Rồi. N. Hậu. Con số đại diện nhìn là biết Google Translate rồi. Cái gì? Đúng rồi. T. Đố không biết là số này là để làm gì? Đúng, đến tháng này có bao nhiêu ngày? Đố không biết tháng này có bao nhiêu ngày? Một ngày chín ngày. 31 ngày. Thầy cũng rốt bẩm sinh. Em từng 1 2 3 4 5 6 6 đây, 7 đây, 8 luôn, 9 10 11 12. Bên nào cũng đi nhau thôi. Bên nào cũng đi nhau. Khổ lắm rồi, chết mất rồi. Đây gọi là sinh viên đại học đấy. Học đại. Đúng rồi, sinh viên đại học rồi, bọn học đại. Rồi. Yeah. L lớn. Năm nhuận. Nào, tiếp tục nào. Ra gì? Lâu thế. Em có so đấy. Hai bạn có bảo giống cái y ở dưới. Cái y ở dưới là cái gì? Y ở dưới nào? Cái nào ở dưới? Cái chỗ nào? Cái chỗ ở dưới đấy. Ông đào đâu ra đấy? Đây cơ mà. Đúng rồi. Check xem nó có phải là năm nhuận hay không. Với nếu mà trả ra số 1 thì là năm nhuận, còn không thì là năm không nhuận. Thế thôi. Tí nữa tôi chỉ cho cách check năm nhuận cực dễ. Nhất ngày tháng năm ở đấy phát là sao năm nhuận đấy. Hay không luôn. Cái hàm nó return mà. Rồi, ô là gì? Cái này nó chẳng khác gì cái W cả. Ra số 5 rồi. Chẳng có cái vẹo gì. Y lớn. Số 5, 4 ký tự. Rồi. A nhỏ. Phân biệt gì? Đúng rồi. Phân biệt giờ AM và giờ PM. Với chữ AM với PM phải viết thường. A lớn. Cho lên chữ hoa. B. Rồi, xem giờ internet. Bắt đầu từ 0999 mình chẳng biết cái giờ internet là giờ gì, chẳng dùng bao giờ. Chắc là kiểu giờ quốc tế này. Chịu.
G lớn, à G nhỏ, G nhỏ. Kiểu 12 giờ, à 12 tiếng. Ừ. Bắt đầu 0100. 0100 rồi. Đoạn còn lại thì thôi nhá. Tự biết hết rồi đúng không? Chàng đang sướng. Gật lấy gật để gật như bổ củi. Sợ thật. Rồi, bây giờ lấy cho tôi cái format dựa vào đấy. Lấy tôi ví dụ với 5 4 cái format này. Khẩn trước. Làm nào làm. Ví dụ, tôi lấy ví dụ thôi nha. Một ngày tháng 5. Hôm nay là ngày 22 tháng 01 năm 2018. 22 tháng 01 2018. Còn đây là 2018 01 ngày 22. Còn đây là thứ tư. Làm đi. Không được rồi. Do mẹ ăn ở rồi. Mày bật cái sao này. Đúng chưa? Đúng rồi. Này chỉ có ra sai một trận chắc chắn. Chẳng có lý do gì khác. Nhanh lên nào. Còn chưa, còn chưa, còn chưa, còn chưa. Đừng có biết mà. Đâu thì như này. Đấy, nhìn như thế này. Làm sao ra được bằng này kết quả là được. Không chưa? Không chưa? Tự tin trong cái mớ cái màu lôi ra đi. Không chưa? Không sao?
xong chưa? Cái thằng này xong chưa? Thủy hậu xong chưa? Rồi, dễ nhỉ. Nhưng mà thực tế ra cái hàm date này này, cái hàm mà chúng ta vừa mới làm ấy, cái hàm này nó chỉ với mục đích duy nhất, đó là tạo format cho ngày tháng năm theo đúng yêu cầu. Được chưa? Nếu mà chúng ta không truyền tham số thứ hai vào thì nó sẽ tự động nó là cái ngày tháng năm hiện tại. Được chưa? Còn bây giờ chúng ta tạo ra một cái ngày. Tạo ra một cái ngày. Thì ở trong cái PP của chúng ta nó sẽ là cái này. Lấy ra ngày giờ hiện tại hàm. Ví dụ tôi sẽ tiến hành là và đàm thì hàm time này. Chúng ta xem nó ra cái gì nhé. Đúng. Thằng Quang này vạ, thằng Quang kia phát của tôi đây. Vớ vẩn. Ở đấm được. Đây ra lên một dãy số ấy. Sao lại không phải là cái gì? Cái này là số giây tính từ ngày 1 tháng 1 năm 1970 cho đến bây giờ. Thế thì ngày ta là chữ phú ạ. Đấy nó là cái mốc của người ta. Ông chắc là được bằng số lẻ của nó, sống từ bé là rất được bằng số lẻ của nó từ chứ mấy. Được chưa? Đây là số giây tính từ năm 1970 đến giờ. Bây giờ chúng ta truyền cái giây này vào trong cái date time kia. Xem có ra đúng ngày tháng năm không nhá. Kết quả như nhau đúng không? Được chưa? Không nhá. Tiếp theo nếu tôi lấy một ngày nào đấy, ví dụ như kiểu là Quang đến sinh ngày bao nhiêu? 1996 trừ 02 trừ 10 như này đúng không? STR to time, tôi chẳng nhớ lắm, cái hàm là STR to time. Đây, chúng ta sẽ bê cái này ra. Trước hết là phải va đâm cái này đã đúng không? Va đâm cái quang đế đã. Được chưa? Thằng này sống được bằng ngày giây rồi, tính đến bây giờ thời điểm này được sống được bằng ngày giây rồi. Nhiều phết. Rồi, bây giờ chuyển cái này thành quang tham đúng không? Quang đế. Ông đẻ vào ngày mùng 6 ấy, ngày thứ 6 gì W nãy là gì nhỉ? Quên mất rồi. Tuần thứ 6 của năm đấy. Được chưa? Tháng 2 biết được 6 rồi. Chuẩn chưa? Đó. Nhưng mà sao lại là 12 giờ không? Nó không mang được 12 giờ. Ví dụ 22 giờ 10 phút 5 giây. Nhá. 22 giờ trở lại 10 giờ tối. Ví dụ mình không ghi năm thì nó là tao không biết là thẻ không không. Đấy. Ví dụ không ghi năm như này đi. Không ghi số 5 ở sau 22 giờ 10. Nó đấy. Chọn nhận 00. Được chưa? Nhưng mà format của chúng ta bắt buộc phải là dạng format này. Format chuẩn ở trong PHP và trong MySQL và trong bất kỳ loại cơ sở dữ liệu nào thì nó đều có một cái format chuẩn. Đó là năm gạch ngang, tháng gạch ngang, ngày cách ra giờ phút giây và giờ phút giây cách nhau bằng dấu hai chấm. Cái hàm str to time này nó sẽ nhận cái format này, được chưa? Sau đó nó sẽ tiến hành làm sao chuyển cái thời gian đó sang số giây tính từ thời điểm lúc nãy tôi nói. Sau đó chúng ta muốn hiển thị nó sang một cái format khác thì làm sao, thì chúng ta làm như thế này. Ví dụ tôi chuyển sang dạng là cuối cùng này là đọc như là zoom 25 cái gì này. Thì là chuyển thành dạng như nào? Đọc cho tôi nào. Quang nọ đọc cho Quang kia đi.
Zoom à? Ừ. Không có cái chỗ mình đại cơ. Đó là gì? Đò. Đò mờ. Đê mờ. Đê toi, đê bé. Đê bé. Cách ra. Mờ này à? Phẩy à? Y lớn à? Nghe thấy có mùi sai sai. Không phải là số có 3 ký tự nhưng mà chứng tỏ này làm sai thì nãy giờ rồi. Nào đọc đi to mồm lên xem nào chứ cứ ổn ao ổn nẻ như vậy. Cái này gì? M phải đọc trước đúng không? Xong đến D đúng không? Đúng chưa? Có thế thôi. Tưởng thế nào? Được chưa? Đấy là ngày tháng năm. Ngoài ra chúng ta hoàn toàn có thể tính được. Ví dụ Trang là sinh năm bao nhiêu? 97. Thằng Quang là sinh năm bao nhiêu? À, sao lại cũng 97? Sao mày còn nói bằng chị? Cứ kém khóa là phải gọi bằng chị à? Rồi sao? Giờ tôi tính được cái số ngày mà Trang nó hơn Quang. Có hơn thật không? Sinh tháng bao nhiêu? Thế phải bắt nó gọi bằng anh chứ ngu thế. 97. Rồi thử nhá. Chúng ta để tìm cái khoảng cách giữa hai ngày tháng năm với nhau, được chưa? Thì chúng ta có một cái hàm trong PP, đó là hàm date deep. PP date deep. Đây. Date deep. Một hàm là date create từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu, sau đó chúng ta sẽ có date deep. Thử cái nhá. Tôi copy lại luôn cái mớ này. Tôi làm trên này luôn nhá. À không làm được. Vậy. Tạm thời comment cái mớ này vào. Đây là quang đến. Quang tham, không biết. Ngày bao nhiêu? Ông ấy, 10/3. 1997 trừ 03 trừ 10. Đúng không? Không, xấu. Từ sau gọi nó bằng anh nghe chưa? Vớ vẩn. Và em sư bí. Úi giời. À nhầm. Đây là Trang đết và Trang tham. Nhầm. Nhục. Trước 191 ngày. Gần à, hơn nửa năm nữa nhỉ. Hơn chưa? Hơn rồi, hơn nửa năm rồi. Ừ. Nhục. Quá nhục. Thì ví dụ mình đổi cửa vị hay đến nó là âm 191. Thử nhá. Được chưa? Tính thử ra tôi hơn các ông các bà bao nhiêu tuổi, bao nhiêu ngày? 10 luôn. Điên là 10. 2000 ngày. Khoảng 4 năm. À 6 năm, 6 7 năm gì đấy. Quên. Được chưa? Đấy là tính ngày tháng năm khoảng cách. Được chưa? Hết rồi. Đấy, ngày tháng năm nó chỉ đủ thế thôi để cho chúng ta có cái để nghịch thôi. Lưu ý một điều như sau. Khi mà dữ liệu chúng ta hiển thị ra và dữ liệu chúng ta insert vào cơ sở dữ liệu nó chỉ có duy nhất một format thôi. Được chưa? Chỉ có duy nhất một format thôi. Cho nên khi mà dữ liệu người ta submit lên mà chúng ta lỡ để là dạng text thì phải nhận định cái loại text đấy và chuyển đổi sang đúng định dạng của cái cơ sở dữ liệu. Bởi vì người Việt Nam hay chọn kiểu ngày tháng năm lắm.
hiểu không? Cho nên là phải chuyển đổi ngược lại thành 5 tháng ngày để lưu trong cơ sở dữ liệu, không là chết đấy. Được chưa? Và cố gắng hãy sử dụng cái những cái ví dụ cứ cái gì động đến ngày tháng năm thì phải sử dụng những cái gì date time picker trong cái việc xây dựng giao diện. Đây, tự như này. Được chưa? Để nó chúng ta giới hạn lại cái việc hành động của người dùng. Không cho người ta chủ động sửa bằng tay vào đấy là tốt nhất. Chỉ cho phép họ chọn một ngày tháng năm nào đó. Thế là xong. Đỡ mệt. Được chưa? Đó là kinh nghiệm. Được chưa? Đần thối mặt ra vậy. Đấy là về cái ngày tháng năm. Xong chưa? Tí nữa chúng ta sẽ còn tiện đây tôi đố các bạn biết giờ làm cách nào để tính ra cái ngày tháng năm sinh của Trang, năm này có phải là năm nhuận không? Ví dụ tôi sửa một cái năm này thì trở thành năm bất kỳ năm này. Vừa có cái gì tính năm nhuận nhỉ? Làm luôn. Trang nhuận. Chẳng thấy không một. Tìm đến. L cao ấy, L cao in hoa ấy. Nhưng mà bây giờ làm nào để biết được nó mới hay. Ừ, hiển thị ý. Đầu thế Trang không chưa? Nhục chưa? Hai thằng. Để chị ấy làm xong trước thì kìa. Chẳng có lý do gì gọi bắt nó gọi bằng anh cả. Học thì dốt. Hậu làm không chưa? Dạ từ á. À làm không chưa? Ôi giời ơi nhục. Quá là nhục. Nào, đọc cho tôi nào. Hai ông Thánh, cùng đọc đi. Cái gì? Đọc đi. Đết bằng. Tôi thích đọc từ đầu. Bằng cái gì? Đết. Gì? Đết, đóng một ngoặc này à? Được. Ờ, okay. Ông phải đọc đi. Ừ rồi. Mở ngoặc này à? Năm tháng ngày để làm gì? Không có. Tôi muốn chỉ hiển thị ra nó là true hay là phone thôi. Mình nhập ngày hàng năm hay là sẵn ở trên kia? Nhập vào. Ừ. Úi dồi, nhục.
quá trang. Ngoặc ngoặc là cái ngoặc gì nữa đây à? Ừ, chữ L. Phẩy. Ngày tháng năm. Ngày năm đấy. Đây à? Ngày hả? Chuẩn chưa? Cái gì đây? Có cần ngoặc nào? Đây á? Hay đây? Này thôi á? Ôi giời ơi chị. Nhưng mà em nếu mà em lấy luôn cái ngày tháng năm ở chỗ không? Làm nào làm? Ví dụ bỏ con men ở đây hả? Xong bê cái này xuống hả? Sao mày vất vả vậy? Vẫn sai hả? Như này đúng chăng? Trang! Như này đúng không? Cái nào? Cái này á? Đây á? Biến nào? Lấy tôi một năm nhuận rồi nào. Năm nào? Thế là xong. Íp cái này một phát là xong. Đúng không? Có cái gì đâu. Rồi, tiếp theo à, chúng ta sẽ xong với phần date time rồi. Chúng ta sẽ chuyển sang một phần khác, đó là cái phần upload file lên server và lưu trữ file lại, cũng như là đổi tên file, các thứ, được chưa? Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái file mới tên là form.php, có HTML vào đây. Rồi, đọc cho tôi cái form làm sao để form có thể là đẩy file lên server. Form, form submit method post đi. Input file bằng file, đúng không? Name, name bằng avatar chẳng hạn, được chưa? Đây là button submit, đây là save file. Thì bây giờ truy cập vào đây, chúng ta sẽ có cái giao diện, đúng không? Chọn file và bấm vào đây để gửi file đi, đúng không? Bây giờ sao, làm sao để lấy được cái thông tin file đã được chọn từ dưới form này gửi lên trên server, lấy ra từ bằng code PHP. Ví dụ như sau này tôi sẽ tạo trước một file là form submit.php nhá. New file form submit.php, code PHP trong này. Ví dụ tôi sẽ có một cái biến file avatar bằng một cái gì đấy, được chưa? Bằng một cái gì đấy. Sau đó tôi sẽ tiến hành va đâm ra cái avatar này và nó sẽ phải là dạng file. Được chưa? Đấy là cái input và cái output của mình trong cái bài toán này đặt ra. Thử ra ra. Thử ngâm cứu xem nào, cho các bạn 5 phút. Nó có một vài cái ý chứ không phải là chỉ một ý thôi nhé. Lấy từ người ta up lên. Excellent. Form submit from the data and leave the file.
chọn cái file đây này, chọn một cái file, ví dụ chọn một cái file ảnh gì đấy, open xong rồi save lên, làm sao nó hiển thị được cái file đã được up lên. Bởi vì trình duyệt này nhá, hôm trước các bạn thử rồi đúng không? Ví dụ như kiểu Long có thể vào được máy Đức, đúng nhá? Hai cái nó không còn phải là một ở trên một máy tính nữa, đúng nhá? Cho nên là ví dụ như Đức muốn, à thằng Long muốn gửi file cho Đức chẳng hạn, làm như nào? Đấy. Tức là khi mà chọn một ảnh cho cả dữ liệu của file luôn. Đọc đi, từ khóa PP how to upload file. Đơn giản. Upload. Upload, upload, update, update chứ. Yes, cũng lấy được mà. Cái bà school cái gì cũng có nhỉ? Sao? Hả? Ngoài nó tính tiền theo năm mà, nó tính tiền theo tháng như mình đâu. Tháng thì theo năm. Nó tính theo năm. Thì
Như ông anh tôi, ông anh mình quen là đang làm ở bên Pháp là rơi vào tầm khoảng 60.000 euro một năm. Năm nó làm 1 tỷ. 6 này ạ? Ừ, 1 tỷ 6. Thế mà có ít thế ạ? Các người nhìn thấy 120.000, còn ít cái gì? Có mà, có những người lương triệu đô mà. Xe nhiều là gì? Học tốt. Xe là cái gì? Xong chưa? Nhanh lên, nói ít thôi. Thôi ạ. Sao, sao rồi, giờ sao? Thôi đây. Không có đại học. Đấy. Bài nào? Cái gì đấy? Đã nhận được file đâu mà múp? Đang muốn va đâm cái file đi ra mà. Cả nước không nhờ? Trời ơi, tức là chuyển file từ một máy A lên server. Được chưa? Thì máy A nó sẽ truy cập vào cái đường dẫn của mình, sau nó chọn cái file của máy nó, sau nó bấm submit để gửi đi, thì server sẽ nhận được cái file đấy và hiển thị ra ngoài thông tin của file. Hiển thị trên web luôn. Sau rồi hiển thị đã rồi mình mới lưu chứ. Đây nha, rồi tập trung vào đây. Được thế nào? Thứ nhất, chúng ta đang có form đúng không? Submit lên sẽ là lên form submit.php đúng không? Có method làm post. Ví dụ như bình thường chúng ta sẽ nhận cái dữ liệu từ cái input file này bằng cái đô la gì? Đô la gì? File gì? Rồi đô la file. Avatar, xong chưa? Cái va đâm rồi cái avatar nhá. Rồi. Lại ra gì back lại này, tôi chọn file nhá, không lại bảo tôi nói điêu. Logo này, save file này, có ra file không? Ra luôn đây này. Sao cái form ấy, để được phép một cái form gửi file đi lên đi đâu đấy không biết, nhưng mà cái form được phép gửi file khi và chỉ khi các bạn ép thêm cái này vào encrypt type bằng multipath form trừ data như này thì các bạn mới được phép gửi form từ trình duyệt đi. Bởi vì sao? Ví dụ như các cái dữ liệu của chúng ta nếu mà dạng text kiểu kia ấy, thì nó gửi bục phát đi luôn, nhưng mà cái form của chúng ta nó chứa dữ liệu nặng hơn file, nặng hơn text rất là nhiều lần, cho nên nó phải chia ra gửi từ dần từ dần từ dần. Được chưa? Chia ra là thành nhiều phần để gửi đi từng phần một. Được chưa? Đó, bây giờ test lại này. Back. Reload trang, logo. Save file. Đây chính là thông tin của cái file tôi muốn hiển thị ra ngoài. Được chưa? Gồm tên, loại ảnh, loại file, quên, TMP file là nơi lưu trữ tạm thời. Error không, sai, kích cỡ của file là bao nhiêu. Được chưa? Đó. Và để lấy được dữ liệu từ form có loại file gửi lên thì chúng ta sẽ là đấy, đô la gạch dưới file, có SC nhá. Xong chưa? Bây giờ tôi sẽ các bạn nhận được đi đã, hiển thị ra đi đã. Sau đó chúng ta sẽ đến phần tiếp theo là lưu trữ file trên server. Thank you.
Xong chưa? Các con vẹo. Xong chưa? Rồi. Rồi hả? Mang lên đây. Mang cái rồi lên đây. Không được. Không được thì mày chống để 20 cái. Thôi đấy. Chẳng liên quan. Nó của em nó không chạy được. Chẳng có cái nào không chạy được. À, ui giời ơi, còn bị cái gì đây hả Quang? Cái em bật cả bên này không chạy được. Bật cái gì? Đấy, hãy thử cái này xem. Thử cái này làm gì? Nhưng mà nó không chạy được ở trên này. Locker các thứ chạy. Thứ nhất là nó vào được cái này nhá. Nó được rồi đấy. Được chưa? Rồi, tôi sẽ check cho. Mở thư mục ra. Định quốc. Cái gì? À không. Em tưởng cái thư mục em lưu vào hai PSP. PSP nào? Practice nhá. Thắp đâu cũng đâu để đâu. À. Em để trong cái đấy rồi. Em không để trong cái con đét rồi. Sao? Thôi, xem phim. To gan thật. Xong chưa? Khánh xong chưa? Đức xong chưa? Có rào. Okay. Đi làm. Cái gì? Nhận dữ liệu từ form qua rồi người ta nhận bằng ID không? Người ta nhận tất cả đều bằng name, chẳng có ai nhận bằng ID cả. Xong chưa? Bây giờ chúng ta sẽ lưu file này. Cái biến avatar bây giờ là chính là cái file đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ có một cái hàm là move upload file. Được chưa? Với tham số đầu tiên là tham số A. String path, string path đây. Rồi. Với tham số đầu tiên là avatar, tham số là TMP name. Đây nó trả ra một cái mảng đúng không? Thì cái TMP name là nơi lưu trữ tạm của cái ảnh này. Bây giờ chúng ta đổi thành path mới, tức là nơi ở mới của nó thì chúng ta sẽ để vào là gì? Avatar đóng mở ngoặc name như này. Ô hay cái thằng của nợ này. Đây đấy. Nếu thế bây giờ cái file form submit nó nằm ở đâu? Nằm ở đâu? Nằm thư mục nào? Tôi nói là cái file form submit .php này nằm trong thư mục nào? Rồi. Ở trong thư mục gì? Ông ngủ không? Nó lù ở trên kia. Đây là cái gì đây? Thì sao? Thì chuyển cái file này đến cái chỗ mới là cái chỗ thư mục L17 này, cùng chỗ với cái file đang xử lý này, và giữ lại cái tên cũ cho nó, hiểu chưa? Thử nhá, chắc là của tôi sẽ chết bởi tôi chưa phân quyền nhá. Các bạn còn các bạn sẽ được, bởi vì máy các bạn không cần phải phân quyền để làm được cái điều này. Còn trên Linux thì là bắt buộc phân quyền. Đây là permission denied, tôi sẽ tiến hành phân quyền cho cái thư mục này. Của tôi thì bắt buộc phải phân quyền. Sudo xong. Giờ tôi làm lại trắng hiếu và ảnh đây sao? Đúng không? Làm thử đi rồi sẽ được.
không làm thì còn lâu mới được. Có hai cái dòng bọ. Cho thêm mấy phút nữa đến 4:45 để tôi sẽ xuống với hỗ trợ. Điều mà thằng nó đòi phò. Đi. Mày ép đi, mình đáng lẽ là mày phải tạo chelo, tạo bảng ở trong cái group group của nhóm chứ. Sau mày ép linh tinh mày thành bảng cá nhân thì bây giờ tao ép làm sao được? Hả? Mày chuyển hết sang cái nhóm cái nhóm tao tạo đi. Có nghĩa là chung vậy thì mày phải add thêm nó vào trong cái group của mày, trong cái nhóm mày tạo. Hả? Mày cái gì nhiều tech quá. Không phải, có nghĩa là mày tạo ra một cái bảng mới. Hiểu không? Trong Trello nó có phân biệt bảng mà. Ừ, nó dạng như một cái dự án mới thôi. Ừ, mày vào trong nhóm của group, vào trong cái nhóm tạo ra một cái mới xong move hết toàn bộ thẻ ở bên kia sang là được. Nhá. Ừ. Quá nhục. Tôi với những con sen đúng không? Trên đâu không báo? Cái ông đăng va đăng ở đấy nó trải nghiệm thế. Thì đúng rồi, có eco cái gì đâu dâu mà hiển thị, thằng này bị ngáo à? Tôi có hiển thị gì đâu. Thằng này bị làm sao vậy? Không chưa? Có chạy được không? Mang máy lên đây. Vui nhỉ. Mày cài cái gì đấy? Rồi ok thì mắt mày vẫn lè. Làm như mắt mình bình thường. Đâu rồi? Form đâu? Form hả? Đây à? Mày còn chưa vào cái form này bao giờ mày đòi gửi. Rồi. Đâu rồi? Thứ một rồi. Khiếp, ông đặt cái gì thế này? Gì? Làm gì? Mở cái form submit. Thư mục cơ mà, thư mục chứa cái file form submit đâu? Đây. Thằng này cứ như thằng người rời ấy. Hello. Tao còn không thèm mở ra cái gì đây?
Hả? Cái thằng người rời ấy. Em thiếu chữ S. Không phải là thiếu chữ S hay không, tôi nói ý ở đây á là ông thứ nhất ông phải xem lại cái cách ông quản lý cái thư mục đi. Đặt thì đặt linh ta linh tinh, tun cài linh tinh vào đấy, xong rồi cứ kêu. Tự đá vào chân mình cho nó khó, xong rồi bắt đầu cứ loạn hết cả lên. Học thì lúc học thì tập trung một project mà làm thôi. Nhìn loạn hết cả lên thì làm sao mà học được cái gì? Được chưa? Tuy nhiên khi mà các bạn làm cái việc này nó sẽ có vấn đề. Nếu trong trường hợp nào nghe, trong trường hợp bây giờ các bạn có một cái file rất là nặng, nó rơi vào tầm khoảng 5 MB, thì tôi đảm bảo server các bạn sẽ không lưu được. Đảm bảo luôn. Bây giờ kiếm một cái video nào đấy up lên xem có lên được không? Thử đi. Hoặc là kiếm một cái ảnh nào đấy có dung lượng khoảng vài MB và 5, 6, 7 MB vào. Lưu vào xem nó có đẩy được lên không. Làm sao? Thì nó phải ghi đè lên chứ. Ông nào up file khác lên nó khác, file với cái tên khác lên xem nó có khác không. Được chưa? Giải quyết vấn đề dung lượng file đã. Như sau. Chắc chắn không bao giờ được. Bởi vì do cái config của server, do config của server nó ngăn chặn những cái file hiện tại là những cái file đang nặng hơn 2 MB. Nó chỉ cho phép tạm thời mặc định là up những cái file có dung lượng từ 2 MB trở xuống. Còn nặng hơn 2 MB thì thôi dẹp, không cho tải lên. Được chưa? Thế vậy chúng ta có thể là nâng cao cái, chúng ta có thể sửa cái này ở đâu? Thì các bạn tìm cho tôi cái file vào trong cái config ấy. Còn nhớ cái config không? Ở Apache ấy, chọn config, chọn ppmyadmin, chọn pp.ini. Thôi cũng sẽ vào. Đây, pp.ini của tôi đây. Vâng. Từ từ. Sau đó tìm cho tôi cái từ như sau. Cái từ là max. Max cái gì đấy, không nhớ. Để tôi tìm lại. Upload đi. Max. Upload. Không có luôn ạ. Mang mượn, tôi mượn máy ra nào. Tôi quên cái từ đấy rồi. Đây, thôi được, đi về đi. Xong rồi. Đây, các bạn tìm cho tôi cái từ này. Max file upload. Và max upload max file size. Hả? Tôi không nhớ. PPMadmin có nhìn thấy không? Đây, bấm vào đây, xong rồi Ctrl F để tìm. Tìm cái từ là max file upload hoặc upload max file size. Nhớ có cái chân. Nhìn lên bảng này kìa. Cứ thượng ngắt vào trong máy mình ấy.
Được chưa? Nhìn thấy không? Tìm thấy không? Ở đây có nhìn thấy ghi là 2M không? Đấy. Cái số 2M đấy là cái số nó ghi, nó config ở đấy là tối đa. Max là gì? Tối đa đúng không? Upload max file size là cái kích cỡ file tối đa được upload lên là 2B. Chúng ta có thể sửa ở đấy thành 200B hay 2000B tùy. Miễn làm sao server các bạn chịu được. Tôi như tôi, máy tôi yếu, tôi chỉ dám để ở đấy 128B thôi. Thấy chưa? Sửa đây là một cái. Muốn sửa đâu thì sửa. Được chưa? Đấy là cái file một dung lượng một file được upload lên, dung lượng một lần được upload lên cho phép và bằng đấy. Tiếp theo là cái max file upload, tức là số lượng file được upload lên cùng một lúc tối đa là bao nhiêu. Được chưa? Thì ở đây tôi để là 20 file, không biết của ông có vào bao nhiêu không nhớ. Được chưa? Lưu vào internet, lưu vào. Sau đó khởi động lại Apache và up lại cái file nặng cái lên xem có lên được không. Quá. Quá luôn. File đây cũng nặng bao nhiêu MB? Có một cái video mặt tốt. Cũng là bao nhiêu bỏ ra nào? Click vào đấy chỗ phải. Một công ty 15 mê. 15 mê em sợ chưa được. Ai biết được? Reset phải là gì nhỉ? Em đi xem. Đăng ký vào lại. Chúng ta làm một cái nghĩa là post max size ý quên tôi không nhớ đấy. Chúng ta làm một cái từ đó là post max size. Đây là một lần áp được tối đa là bao nhiêu này? Chúng ta sửa lại cái 128 thôi. Chết của cô này. Chết của cô này chẳng chạy. Mày start lại Apache chưa? Không, mày gửi cái ảnh. Mày đã có phong chưa? Nào, đây phong ngang này. Chết giống của mày. Mày cũng bình ngang. Đây tên nó đúng rồi, tên có hình ngang ở đây, có mắt có hình ngang thì là đúng phải. Đây là một cái file sửa bọc trong cái kề. Số đấy có lên không? Sao biết không? Mày cả đi. Cái số ở đuôi ở cái kẽ. Như là mi nó là 8 con sẽ bỏ. Thôi rồi này. Chấn 128. Được rồi. Sao lại không tìm thấy nào?
Ông áp lên một ngàn nghìn sản phẩm nhanh chưa tính có chứ, tôi hằng vẫn áp mấy đi phát đây ra ông chẳng liên quan. Với lại nữa một cái nữa, vấn đề nữa là đấy là ông máy tự áp cho máy ông, nó không khác gì copy từ thư mục này sang thư mục khác. Tôi ví dụ đây một đứa ở Lào Cai áp lên server đặt ở Cà Mau rồi bao lâu nó xong phai thì đặt kịch ngang là nhà thư mục đâu tôi nói là chỉ có giữ duy nhất một cái nào mà mình đang dùng thôi, cứ giữ cho nó lắm thôi, không có được là chẳng biết câu với đâu người khác không kịp rồi ông đặt lên một thư mục tiếng Nhật đấy ông xong đi để đó, có tất cả form đây sau phải tiếp tế là người mình còn gọi mua một đồng này đâu tôi cũng không gọi đi phải đi xài xong reload trang được chưa nhỉ? Nhưng mà chúng ta sẽ có vấn đề như sau. Ví dụ tôi có các bạn thử đổi một cái là hai cái file cùng tên nhưng mà khác nội dung lên, up lên, thì tôi đảm bảo một việc là một file sẽ biến mất và cái file cũ, cái file mới sẽ đè lên file cũ. Ai bảo không thế? Ở đây có hỏi không? Thì sao? Chẳng có sự liên hệ gì ở đây cả. Hai thứ này hai thứ khác nhau. Nhưng mà cái cơ chế này là do cái làm. Không đặt được hai cái thông tin. Mình can thiệp được. Đấy mình can thiệp. Không. Nhưng hai cái nhau. Không. Nhưng thử hai cái ảnh của máy không giống như tên nào các bạn.
nó sẽ bắt buộc phải đổi tên. Bằng mọi giá nó bắt buộc phải đổi tên một trong hai thằng. Tải nó là chuyện khác. Up lên mà ghi vào mà. Đó là chuyện khác. Nó đè lên. Sao ông biết? Ông biết. Ông có mỗi một cái dạ dày thôi. Ông ăn cái gì mà nó trả xuống dạ dày. Nhưng mà mẹ em nó không chơi lưu hai cái ảnh của nhau. Thì làm sao mà em dùng hai cái ảnh tên vào nhau để up lên cho thầy? Sao không có được? Tôi làm cho ông xem nhé. Đây ảnh này đang là logo chữ thiện TH đúng không? Đây nội dung này. Tôi ra ngoài kia. Ví dụ tôi ra ngoài download chẳng hạn. Tôi có một cái ảnh khác, logo khác, đây file khác đây đúng không? Đúng chưa? Đuôi nó là đuôi PNG. Đây cũng là đuôi PNG. Xong chưa? Tôi up cái này lên. Thư mục khác nhau. Nhà quê. Chẳng biết gì. Đây logo đây. Chọn, đẩy lên. Đây trong cái thư mục của mình sẽ là cái file khác. Đúng không? Thế là chúng ta giải quyết tình huống này như nào? Trang, xem có phát kiến gì không? Giải quyết cái tình huống là bị ý đè nội dung như này làm nào? Đổi tên như nào? Đổi tên kiểu gì? Đổi tên khi mà người ta up lên nhỉ? Hay đổi tên kiểu gì? Mỗi một lần lưu lại tạo một cái thư mục. Khi mình lưu thì mình sẽ set cho nó một cái tên khác là xong. Đúng không? Một cái tên mà sẽ không bao giờ bị trùng. Đúng không? Thế làm sao để tìm được một cái tên nó sẽ không bao giờ bị trùng? Đây là lại bài toán tiếp theo. Có cái bò này. Random vẫn có khả năng bị trùng. Ông có random đến 1 triệu cũng vẫn có khả năng bị trùng. Người dùng nào? Server phải xử lý cho người dùng nào? Người dùng làm sao biết ở trên server đã lưu trữ file nào tên là logo.png chưa? Hả? Thì tôi vẫn tạo ra một file khác với tên khác cho họ. Không bao giờ bị trùng được. Không can thiệp ở đây là không can thiệp cái việc là lựa chọn file nào được lưu mà file nào bị xóa. Hoặc là lựa chọn là chủ động đổi tên hay không khi mà bị trùng. Bây giờ chúng ta thử nhé. Trong PHP nó có một cái file, một cái hàm như sau. Echo ra unique ID. Thử xem nhé. Random. Làm gì có cái gì gọi là cái random. Kể cả bạn lưu hai file trên một tích tắc, nó vẫn khác nhau. Cái unique ID nó sẽ tính theo tích tắc, mili giây để thực thi một việc, để nó sẽ chuyển thành một cái đoạn text không bao giờ bị trùng. Chẳng có cái việc gì thực hiện trên cùng một tích tắc cả. Bởi PHP thì nó sẽ xử lý lần lượt từng cái một, chứ chẳng có cái nào tích tắc được. Cái gì? Cái này gọi là gì? Unique ID. Như hai tên tổng nhau. Rồi, đây chúng ta sẽ tiếp tục như này. Viết unique ID ở đây. Cộng chuỗi với một dấu trừ cộng với tên gốc. Thử phát nhá. Tôi lại áp một cái logo nữa lên. Đúng không? Open. Save. Nhìn không? Up tiếp cái file vừa nãy lên. Hai tên khác nhau. Đúng chưa? Đó. Đấy là cái cách chúng ta sẽ xử lý cái tên. Để xóa đi.
cùng tên đột cùng cùng đấy, ông làm đi, ông cứ làm đi. Làm tất nhiên sẽ làm được. Làm tất nhiên sẽ làm được bởi vì mình trong PHP nó có cách là check tất cả các file. Lấy ra danh sách tất cả các file trong thư mục. Chạy vòng for từng cái một. Nhưng mà nếu ông ấy tưởng tượng trong project sau này ấy, khi mà ví dụ dự án lớn rồi, ví dụ làm dự án thương mại điện tử chẳng hạn, một sản phẩm có rơi vào tầm 8 ảnh. 1 triệu sản phẩm là 8 triệu ảnh. Ông check đến bao giờ? Quay được mai. Mình có thời gian. Thôi làm nữa. Mình làm được. Được chưa? Xong chưa? Rồi. Đấy là chúng ta xong hai bài toán. Bài toán thứ nhất là thời gian. Date, time. Bài toán thứ hai là chúng ta làm việc với cái việc là nhận file từ trình duyệt gửi lên. Được chưa? Bây giờ sang bài toán thứ ba. Bài toán này khó hơn rất là nhiều. Đó là ví dụ tôi có một file như sau. data.tt. Được chưa? .txt nhá. Text. Ô thằng này. Ông có muốn xem lại cái ảnh nào? Được chưa? Chúng ta sẽ có đoạn text như sau. Một. Đây là Quang HIV. Hôm nay rồi. Ông. Tuổi là 20. Trường gì? Công nghệ. Công nghệ. Công nghệ. Em. Được chưa? Xong sau đó sẽ là hai. Trực đứng. Thằng Long là gì? À Khánh. Gì? Cái gì Nguyễn Khánh à? Cao gì Khánh? Khánh xấu trai. Hồi tuổi 20. Trường gì? Điều chính. And. Xong. Bây giờ sẽ có bài toán như sau. Chúng ta tìm cách nào đó để lấy hết nội dung từ trong cái file data.txt này ra cho tôi. Read text. Lấy nội dung ra. Lấy hết tất cả nội dung trong file txt này ra ngoài và hiển thị ra ngoài ở trong file readtext.txt này cho tôi. Tự làm một cách nào thì làm. Làm đi, nhìn gì? Anh nhìn đề. Phải công ham gì mới. Có à? Sơ tí.
Xong chưa? Xong chưa? Rồi. Rồi sao? Bình thường là như nào? Dùng hàm gì? File get content. Tao hậu đọc cho tôi nào. Đi lại chắc. Ừ, lớp phải còn đứa nào thì hậu nữa. Chắc là tôi. Rồi, đọc xem nào. The read file đúng không? Read text, xin lỗi. Này đúng không? Xong chưa? Rồi ok. Thì cái file get content này nó sẽ là tiến hành là đọc nội dung từ một file bất kỳ, chuyển thành dạng string, vứt ra ngoài. Xong chưa? Bây giờ chúng ta sẽ gán cái data này cho một cái biến. Biến data bằng này. Xong chưa? Yêu cầu của tôi như sau. Các bạn nhìn thấy cái cấu trúc của file text này không? Số tên tuổi trường xong n lại số tên tuổi trường n, thấy không? Bây giờ các bạn, tôi sẽ yêu cầu các bạn là dựa vào cái n này, ví dụ n gì cả, các bạn tách cái nội dung của cái file này ra thành một cái mảng, trong mảng lại chứa một cái mảng nữa như sau. Ví dụ như này, chúng ta sẽ có một cái mảng như sau. Trong mảng đầu tiên, đây là một cái mảng bao ngoài nhé. Ví dụ với dữ liệu như này, chúng ta sẽ có mảng đầu tiên là một này, quang HIV này, được chưa? Rồi đến cái gì 20 này, đây là mỗi dấu phẩy là một phần tử nhá, string. Đến gì công nghệ này, hết một mảng. Giờ đến mảng tiếp theo là hai này, cái gì cánh số trai này, phẩy 20 phẩy biểu chính đó các bạn. Đáng nào là biến đổi từ biến đổi ra được như này rồi thôi. Thấy chưa? Cho thời gian từ giờ cho đến 8 rưỡi. À, máu lại tụt xuống chân rồi. Từ sau mặc cái quần bó bó vào, máu nó hơi dồn được lên não. Gì? Có gì mà thâm?
Bài toán phân tích nó nhỏ này làm thì kém lậu.
26 rồi. Chữa xong chưa? Split ông anh nhầm explode là xong gạt. Không có hàm split trong bên trong bên P. Hàm split là hàm ở trong JavaScript, trong bên P thì hàm có tên là explode. Explode hôm trước học rồi còn gì nữa. Cắt chuỗi theo một ký tự nào đấy. Đã ai xong chưa? Thủy Hậu xong chưa? Chưa lâu ấy. Đấy, ông thấy nhục chưa? Lớp này toàn con gái học giỏi rồi. Trang chưa? Bắt đầu rốt dần theo năm tháng rồi. Chẳng liên quan đến mà. Làm sao? Đấy nha, chữa này. Chết mất thổi. Đầu tiên chúng ta cứ va đầm cái data ra đoạn này. Này đúng không? Như này đúng không? Một cái mảng. Xong chưa? Tiếp theo tôi biến một cái ARR bằng cái việc explode của cái ký tự, của cái ký tự là sược đứng and với cái biến data
và nó trả ra trong cái biến ARR kia. Sẽ có cái biến là ARR vadam ARR. Xong chưa? Tách thành hai chuỗi. Được chưa? Sau đó sao? Tiến hành có một cái biến là biến list student. Nó sẽ bằng string bằng mảng rỗng này. Dùng vòng for. Dùng vòng for hay for x thì tùy. For x thì cho nó ngắn. For x của cái biến $ARR key value đúng không? If value bằng string rỗng thì bỏ qua, continue. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành là cái biến là student ARR student info nó sẽ bằng với cái explode của cái ký tự sượt đứng với cái value. Sau đó tôi tiến hành là và đâm ra cái student info. Được chưa? Kiểm tra đã, xong rồi kiểm tra được thì tôi sẽ add vào trong này bằng cái cách như này. $ListStudent đóng mở ngoặc bằng student info. Thế là xong. Đúng chưa? Mảng thứ nhất là thằng số 1 Quang HIV tuổi 20 công nghệ. Tiếp theo là 2 cánh xấu trai tuổi 20 view chính. Xong chưa? Và bây giờ chúng ta bỏ cái này đi. Chuyển cái list student này để va đăng. Bỏ cái này đi. Bỏ nốt cái này đi. Đúng cạnh mảng theo yêu cầu chưa? Bọn này xử lý dữ liệu kém thật. Xong chưa? Bây giờ làm gì nữa? Không nhá. Thế bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể là chuyển cái mớ này, thành một cái file lib.php chẳng hạn, đúng không? Để giúp lấy data ra từ cái file này. Ví dụ chúng ta có một cái hàm function
là get student đúng không? Chúng ta sẽ có cái đoạn code ở đây. Cuối cùng là tiến hành là return cái biến là list student như này đúng không? Sau đó cái đoạn lúc nào mà chúng ta muốn lấy sinh viên ra ngoài ấy, thì chúng ta sẽ tiến hành đầu tiên là require one cái file là list.php, sau đó là tiến hành và đâm nó ra tùy. Nhưng ở đây tôi đang muốn thực hiện cái việc này HTML được chưa? Trong này nó sẽ có code PHP là chúng ta sẽ sử dụng cái table, từ là table đấy này. Trong table có th thì đây là ID của sinh viên này, đây là tên của sinh viên này, đây là age, tuổi, gì nữa, school đúng không? Được chưa? Một cái nút nữa ở trong này chúng ta có một cái thẻ A, cái thẻ A hgrep bằng create.php, đây là thêm add more add student, được chưa? Còn dưới này sẽ hiển thị toàn bộ danh nội dung của từng thằng student một, thì chúng ta sẽ có cái gì? For each cái biến student list student, à quên, đây này là có một cái biến là list bằng bằng cái hàm này trả về bằng cái hàm get student, thì giờ mới lấy được for x của cái biến là list student s key value, chắc chẳng cần key đâu, tôi để là viết tắt là từ st, sau đó tôi bê cái này lên, vứt cái này ra, đúng chưa? Bây giờ làm gì? Mỗi một cái tr này là một cái sinh viên, sau đó tôi sẽ tiến hành echo ra cái biến st ở phần tử số 0 chính là id đúng không? Đây là phần tử số 1 thì là name tương ứng trên này, 1 xin lỗi, 1, 2 thì là age đúng không? 3 thì là gì? School, xong chưa? Còn cái cuối cùng này thì tôi sẽ là để gì? Lại một thẻ A, hgrep bằng update.php hỏi.id bằng với cái st ở phần tử số 0. Đây là update. Và tôi duplicate thằng A này lên nữa, đây là remove .pp với cái chữ là remove. Được chưa? Hiểu định làm gì tiếp theo chưa? Làm gì? Thêm dữ liệu vào và chỉnh sửa dữ liệu đang có ở trong cái file kia. Được chưa? Nhưng mà tuổi là nhầm. Do tôi sửa đây. Tôi bị nhầm. Hiểu chưa? Rồi, đây. Sẽ để các bạn ngó. Cái hàm này chắc không phải xem lại nữa đúng không? Cái hàm này chắc không phải xem lại nữa đúng không? Thôi, làm đi. Làm đi. Miễn làm sao hiển thị danh sách student sang dạng HTML cho tôi là được. Làm đi, nhìn gì? Ô hay. Bọn này ngóng ngơ rồi. Buổi sau sẽ làm thêm sửa xóa. Cái thứ mà chúng ta đang làm bây giờ ấy, nó chính là cái tiền thân của cái cơ sở dữ liệu. Buổi sau chúng ta nói chuyện nhiều hơn. Cứ xong thì đã chạy được đi ạ.
Xong này chưa? Chuyển nhá. Yeah.
không hiểu nghiên cứu làm cách nào để xóa một bản ghi đi không nhỉ? Bắt đầu nhé. Bắt đầu thấy bài toán nó phức tạp lên, nhưng mà mấy nữa tụi mình bắt up avatar lên thôi. Không nhớ. Quang nhớ. Giờ làm nào nào? Trong trường hợp nếu mà tôi muốn muốn làm xóa trước hay là làm thêm trước? Xóa chưa nha, xóa chưa nó dễ nha. Xong rồi về tự cách nghĩ làm thêm nhé. Như sau. Khi ra cái giao diện như này các bạn, khi mà hover vào một cái thẻ, một cái remote ấy, các bạn nhìn thấy cái số ID dưới cùng đúng không? 1, 2 này, 1, 2 này. Đúng không? Thấy không? Góc kia kìa. Góc dưới bên tay trái các bạn kìa. Thấy cái ID không? Dựa vào cái ID này liệu mình có xóa được không? Có đúng không? Rồi, thử xem. Chúng ta phải tạo file remove.php đúng không? Tạo file ra remove.php. Trong này lấy ra cái ID, biến tham số ID đã, ID bằng đô la gạch dưới gì? Get report. Tại sao là port? Đây mà. Tham số trên URL thì bắt buộc phải là get ID. Được chưa? Xong sau đó sao? Phải lấy ra require one cái file library.php đúng không? Và lấy ra cái danh sách sinh viên bằng cái gì? Get student. Đúng nhỉ? Chẳng biết có đúng không? Đúng không? Get student thì có danh sách rồi đúng không? Đây sẽ là danh sách sinh viên hiện tại đúng không? Rồi giờ sao? For dùng vòng for x for đi. Mà thôi tôi thích for x. Student sc s key value đúng không? Cái này thì bắt buộc phải lấy key nhá. Key tương đương với y. Đúng chưa? Key tương đương với y thì chúng ta sẽ tiến hành là if st ở phần tử số mấy? Không. Số 0 nó tương đương với ID còn gì nữa? Là số còn gì nữa? Đúng không? Bằng với cái tham số ID nhận được thì tiến hành là array chữ supplies giữa cái student phẩy gì index thì là đô la y đúng không, và gì một bọn này quên hết rồi
Được chưa? Sau sau đó tiến hành break cái vòng lặp này ra. Đúng chưa? Chúng ta có thể xem trong cái array trước và sau khi chạy nó như thế nào. Được chưa? Thử cái nhá. Đây, trước đây. 0 này, ID này. Được xóa thằng ID số 2 đúng không? Thì bay nó thằng số 2 rồi, chỉ còn thằng số 1 thôi. Cứ sửa lại thằng số 1 này. Thấy không? Đây là ID là 2, giữ lại. Chuẩn chưa? Xong giờ sao? Bây giờ chúng ta tìm làm nốt cái việc cuối cùng là lưu lại cái file này vào trong cái gì? File data kia là xong đúng không? Đúng chưa? Thì chúng ta cứ phải dùng vòng lặp đã. For x cái biến student sc st đi. Chúng ta có một cái biến là content bằng string rỗng. Sau đó chúng ta sẽ có cái biến content. Sau mỗi vòng lặp nó sẽ cộng chuỗi bằng với st ở phần tử số 0 đúng không? Cộng chuỗi với string sược như này. Đúng không? Đây là phần tử số mấy? 1. Ủa mình thiếu cái gì ta? Cộng đây nữa. Đây là nhầm. Đây là 1 này. Đây là 2 này. Đúng không? Đây là 3 này. Và cuối cùng là cộng với cái sược đứng n đúng không? Chuẩn chưa? Đúng không? Sau đó mình sẽ làm cái việc là ghi file. Thì chúng ta sẽ có là php write file. Create này, write file đây. Chúng ta sẽ có cái hàm như sau. File data file bằng fopen data.tkw. Được chưa? Là quyền ghi, mở ra với quyền ghi. Or die tức là không mở được cái file này thì hiển thị là unable to open file. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ có fwrite bằng data file với cái nội dung là content ở trên này. Được chưa? Và chúng ta tiến hành close file vào. Đây là mở file ra, để đóng file vào. Được chưa? Data file. Đó. Và cuối cùng chúng ta tiến hành là header string location về trang index.pp. Xong chưa? Thử cái nhé. Permission denied. Không được phép mở file này rồi. Máy tôi thì không được phép mở. Tôi phải chạy lại. Được. Làm lại nha. Úi giời ơi. Cái gì đây? À không, không có index. Phải chuyển về read file. Read file.pp đúng không? Này mới đúng. À, read text, xin lỗi. Read text.pp. Bây giờ nốt nhá. Xong chưa? Bây giờ chúng ta sửa lại text ở trong file này. Đúng chưa? Bây giờ lại hiển thị. Xóa. Xóa. Đúng chưa? Lần nào reload vào nó cũng vậy. Hiểu vấn đề chưa? Đó. Bây giờ tôi sẽ đẩy cái code này lên cho các bạn. Để các bạn về lấy và các bạn hoàn thiện cho tôi phần tạo mới một user nữa ở trong cái file TET này và hiển thị ra. Được chưa? Đấy là bài về nhà của chúng ta. Điểm danh đi Quang ơi. Thank you.
clip không? Ừ, có. Cứ sợ không có clip. Nay 17 hay 16 nhỉ? Nay 22. Lesson 17. Cũng hoàng gia. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.